thương sâu cay. Ôi Cha yêu chốn thiên thượng, xin phó nơi chân Ngài đây. Nguyện đời con nay vâng theo ý Cha, giải phóng tâm linh buồn đau, cho con nên mới trong Ngài bao tánh nghe xưa đổi thay. Xin hãy dạng dĩ đến và xin và không bỏ cuộc, không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục làm việc, vẫn cứ gõ, vẫn cứ đập, vẫn cứ kêu cửa. Đó là sự chủ động từ nơi Ngài, không phải tôi. Nhờ đây Chúa nói là ta gọi các con là bạn. Chúa ơi xin hãy đến. Chúa đã kéo tôi đến gần Ngài và bắt đầu có những cam kết mạnh mẽ hơn để thôi thúc trong đời sống cá nhân với Chúa. Tươi mới và phục hồi đó là điều mà tôi cảm nhận rõ nhất trong kỳ cầu nguyện kiêng ăn đợt này. Xin Chúa kéo tôi gần Chúa càng hơn và có những cam kết của Chúa sau đợt kiêng ăn này. Chúa cho thực hiện tốt. Đây là lần đầu tiên em tham gia kiêng ăn cầu nguyện với Hội Thánh và em cảm ơn Chúa thật nhiều vì một sự trải nghiệm được rất mới mẻ và cảm thấy được ơn và được phước rất nhiều qua kỳ kiêng ăn cầu nguyện này. Xin kéo con lại gần Ngài thật. Tôi được Chúa kéo lại rất gần. Và thật, tôi muốn nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài đã đến và hôm nay con đã đến đây. Từ nay con sẽ tiếp tục ở trong sự hiện diện của Ngài vì Ngài đã đợi con rất lâu rồi. Cảm ơn Chúa.